Thế mai con đi cụ về con mua quà cho mẹ không? Con mua gì cho mẹ nào? Mua gì nữa? Con mua cậu. Mua gì cho mẹ nữa? Con mua đồ chơi bác sĩ to. Mua gì nữa nhỉ? Mua lục hàng. Con mua gì cho mẹ cơ mà? Không mua gì cho mẹ nhỉ? Hả? Bánh nhỏ. Cái gì con? Cái gì cơ? Mẹ thích cái gì hả Hấu? Thôi, con mẹ đố Hấu biết là mẹ bê thích gì. Hấu. Giờ ơi, mẹ bê thích gì hả con? Mẹ đố giờ Hấu biết là mẹ thích cái gì đấy. Mẹ Mẹ thích cái gì? Con nói nghe. Mẹ thích cái gì? con Mẹ. chơi ngoài mẹ. Nhưng mẹ thích cái gì để Hấu mua cho mẹ? Mẹ thích gì nhỉ? Mẹ thích con cào cào đi mẹ. Mẹ thích con cào cào, mẹ không thích con cào cào. Đố biết mẹ thích cái Thích gì? đồ chơi cào cào à? Mẹ thích đồ chơi cần câu á? Không đúng. Con đúng vào đây mẹ không giỡn được. Không đúng, mẹ thích cái gì? Hấu nói chưa đúng. Mẹ thích Con gì, mẹ thích gì? cháu mất Chưa đúng, rồi. con trả lời chưa đúng mẹ. Con cháu mất mất Thế rồi. mai Hấu đi bằng cụ về Hấu mua gì cho mẹ nhỉ? Ở đây rồi. Thế Hấu mua gì cho mẹ? Hấu, mai Hấu đi bà cụ về Hấu mua gì cho mẹ? Giờ mua con cào cào Con cho mẹ con cào cào á? để Chẳng thích đâu. quả bóng bay.